Không đúng như vậy là sao? Quay sát là gì? Nói thế mà nói. Nhẫn luôn nha. Nay mình sẽ test cái con tông, test con cạo khô NT92 cho các bạn xem. Nhẫn luôn nhé. Đi mượn nhỉ. Nó không bị khợ ra. Không, anh hết bông rồi. Ở trong đấy đây.